Xin chào Việt Nam, chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ricky Review in Canada. Hôm nay em xin chia sẻ một cái câu chuyện là như thế này. Minh Tuệ, tao chính thức tao kêu mày là Minh Tuệ, chứ không có Cu Tuệ là tao đã tử tế lắm rồi nha. Còn mày tu như thế nào, lương tâm mày biết. Xưa nay thì em và chị Phương Hằng không có một cái gì liên quan với nhau hết cả. Nhưng em rất là thần tượng chị Hằng. Chị là người mà em thực sự là gặp đầu, việc tái tim của chị rất là nhân hậu. Và cái cách mà chị moi ra những cái người mà đã ăn chặn từ thiện, từ diễn viên, từ những người mẫu, từ những cái tổ chức, thì tất cả những người dân của Việt Nam mình ai cũng công nhận chị hết, ai cũng rất là thần tượng chị. Và thậm chí rằng là người ta kéo tới Đại Nam của chị rất là đông. Tuy nhiên sau khi chị về thì em thấy chị có những cái câu nói, những cái hành động của chị nó không có tốt. Cái này với tư cách là một người, em không phải là người ghét gì chị, nhưng mà em xin góp ý cho chị nếu chị nghe được cái video này. Thực sự ra chắc có lẽ là chị cũng rất là nhiều kênh truyền thông, cũng rất là nhiều nơi mời chị tới để mà có thể là nói chuyện giao lưu. Nhưng mà kênh của em cũng khá nhỏ, nhưng mà em rất mong muốn rằng là biết đâu chị nghe được thì sao. Hữu duyên mà, em nghĩ chị nên dừng lại. Chị hãy dừng lại đi. Không còn là giống như hồi xưa đâu chị. Không còn là cái mà để cho chị muốn làm đến cái mục đích mà để cho toàn bộ người dân Việt Nam phải gật đầu vì chị đâu. Không còn đâu. Mà hãy là vì chính bản thân mình. Hãy vì chính bản thân cho gia đình nhà mình. Em biết rằng khi có thể rằng khi em nói ra, chị có thể rằng là ồ mày là cái gì đó, mày không là hợp với tao, mày không đúng gì với tao, hay là mày như thế nào đó, thì có thể rằng chị nói câu nói đó. Nhưng với bản thân em có thể là người ngoài cuộc, em có nhìn thấy rõ hơn, thì khả năng chị vi phạm pháp luật lại thêm một lần nữa sẽ rất là cao. Cái này là cái điều mà em cũng thực sự rất là, nếu mà xảy ra lần nữa thì em thấy là rất là khó chịu và cảm thấy giống như rằng là chị phải gánh nặng một cái gì đó. Nhưng mà vừa rồi đây chị đụng tới ông Thích Minh Tuệ, thì ông thầy không có là cái gì đối với chị hết, nhưng mà người dân Việt Nam đang có niềm tin chỗ thầy Thích Minh Tuệ, cho nên rằng là chị hãy dừng lại hết đi. Bây giờ cái thầy Thích Minh Tuệ cũng đã ẩn tu rồi, cũng chọn mình một cái nơi để ẩn mình rồi, đã có căn cước công dân rồi, đã có tất cả mọi thứ hết rồi, đã là một người công dân Việt Nam rồi, và cũng đã là một trong những con người mà tìm vào cái nơi để mà gọi là để an yên cho cái việc mà đi tu đi tập của thầy. Thầy không thể nào gọi là như chị nói được. Bản thân em thì em không có biết gì nhiều về thầy Thích Minh Tuệ, tại vì em cũng mới về Việt Nam. Và em cũng thấy nhiều người nói về thầy Thích Minh Tuệ, nhưng mà em có tìm hiểu thì thầy Thích Minh Tuệ đi theo một cái chân tu mà thầy cũng đã khổ hạnh rất là nhiều. Và thôi thì để cho thầy tu đi chị ơi, chị đừng có moi ra nữa. Cái người mà chị đáng moi ra bây giờ đó chính là Thích Chân Quang. Một con người ăn ngang nói ngược, một con người nói là đi câu lại là vô phước. Tiền của mình xài là vô phước, nằm võng là vô phước, tất cả đều là vô phước. Và bây giờ chính phủ Việt Nam cũng giống như rằng là Bộ Giáo dục Đào tạo đã tiến hành thu hồi cái bằng giả của ông ta là về bằng tiến sĩ. Tiếp theo đó là bằng phổ thông trung học cũng là bằng giả luôn. Cho nên chị có nói thì chị cứ khui về cái người như vậy thì nó sẽ hay hơn. Theo em thì chị nên dừng lại và công bố một cái thông tin nào đó để mình xin lỗi cộng đồng mạng. Thực ra thì niềm tin của người dân của Việt Nam mình nó dữ lắm, chứ không phải là vậy đâu chị. Nhưng mà em thấy chị hơi lố và quá đà. Để một người mà từ thiện, có cái tâm tốt như chị và có nhiều tiền như chị, chắc chắn một điều rằng là không ai có rồi đó, là cũng ai làm đâu. Nhưng mà theo em thì chị nên dừng lại ngay thời điểm bây giờ để còn cứu vớt được những cái người khán giả, những người thực sự là yêu thương mình từ trước tới giờ, chứ không là toan thực sự. Mà nếu mà chị đi một lần nữa thì tất cả mọi người đều là quay lưng với chị hết. Cho nên là chị Phương Hằng
là một trong những cái hiện tượng của mạng xã hội. Và chị thực sự là giàu, đúng là chị thực sự là giàu, chị sở hữu rất là nhiều bất động sản. Và ngay bản thân em thì em cũng có ngồi nói chuyện với những người bạn của em ở tại Bình Dương, ở tại Sài Gòn, ở tại thành phố Hồ Chí Minh, ở tại Đồng Bình Phước. Đúng là chị khá là giàu, chị khá là ok, chị khá là tuyệt vời. Nhưng tiền tươi thóc thật chưa phải là tất cả. Tiền tươi thóc thật, chị đi làm không cần phải để ai chứng minh, không cần ai phải gật gù vì chị hết, không cần ai hết, chị làm từ trái tim của chị đi. Chị làm ra một cái quỹ, ok, chị cứ để cho nó vận hành mọi thứ, tất cả mọi thứ chị lo take care hết. Rồi tất cả mọi thứ là để chị thỏa mãn cái ước nguyện của chị. Chị có tâm nguyện cái gì đó chị cứ làm đi. Không cần phải gào thét, không cần phải cái khổ của chị dành cho người dân. Giả sử hôm nay chị thấy là ở huyện Bầu Bàng nghèo, thì chị cứ liên hệ với chính quyền địa phương, chị nói hôm nay tôi Phương Hằng sẽ ủng hộ 100 tỷ cho cái xã Bầu Bàng. Xong, tự nhiên là hữu xã tự nhiên ương thôi chị. Làm từ thiện từ tâm, không cần phải gào thét. Bản thân em đây thì chỉ là cái móng tay của chị thôi, nhưng mà em nghĩ một điều rằng là không nên làm như vậy nữa. Cái như vậy nó sẽ làm ảnh hưởng cho tới cái thanh danh của chị, cũng như là ảnh hưởng tới rất là nhiều thứ. Đó là một trong những cái mà chị không thể nào lường trước được. Không hiểu là tại sao cái team của chị hay là một cái người mà tư vấn cho chị á, để mà làm cái vấn đề này á, họ có vấn đề gì hay không, hay là chị không có ai hết ở phía sau lưng để mà hỗ trợ cho chị làm những cái video, hay là chị bộc trực đó. Chứ còn mà chị càng nói thì lại càng ảnh hưởng rất là nhiều thứ, mà không riêng gì cho gia đình nhà chị mà cho chính cả xã hội nữa. Cho nên rằng là hãy dừng lại đi chị, dừng lại đi, dừng lại và đi làm thiện nguyện theo thích ý chị, theo sự thích của chị. Bây giờ chị cứ ra tới ở ngoài quê của em cũng được, Quảng Trị á, chị nói là bây giờ là Ricky ơi, bây giờ chị muốn là hỗ trợ ở tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 200 tỷ xây dựng nhà, xây dựng cầu đường, tất cả mọi thứ. Tự nhiên tên của chị khắc trên từng những cái nhà của người ta là một. Thứ hai nữa là bây giờ chị biết rồi, chỉ cần mà chụp có cái nhà mới là đăng lên trên mạng xã hội là nó verify ra bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu thứ thông tin tốt về chị, quảng bá cho chị rất là nhiều. Cần chi phải mình gào thét chị đó, mình sẽ rất là khổ, khổ lắm chị. Nên là thôi thì cái vấn đề mà chị đã moi ra cái chỗ mà nghệ sĩ, những người mà ăn chặn từ thiện đó, à chị thấy không, bây giờ tụi nghệ sĩ giờ nó rút đầu hết rồi, im hết đó. Mà mùa lụt vừa rồi đó, có thằng nào con nào dám đụng ra đâu. Chị làm rất chuẩn, rất chuẩn. Nhưng mà bây giờ nó đã đi lệch chút xíu rồi. Đến bây giờ chị thấy không, chị càng làm nó càng mừng, chị làm chị nói nó càng mừng. Nên là thành ra rằng là hãy dừng lại đi chị Hằng, chị Hằng tin em đi, chị dừng lại đi nha. Và chị hướng chuyển sang hướng là gọi là giải trí, hoặc là chuyển sang hướng là mình đi từ thiện một cách trong im lặng, hoặc là mình cứ đi từ thiện mình vẫn quay phim đồ này nọ các kiểu đó, tự đó là tự nó lan tỏa, tự lan tỏa nha. Thì video của em ở đây em xin gửi tất cả cô chú anh chị em có đồng quan điểm với em không ạ? Ricky xin mời mọi người follow kênh của em và xin chia sẻ quan điểm của tất cả cô chú anh chị. Ricky xin cảm ơn và hẹn lại video tiếp theo.